gian cầu thủ ngọt ngào tổ chức valentine nhìn quang hải thấy tội trong khi các cầu thủ nô nước tổ chức chúc mừng người yêu dịp valentine thì quang hải lại luyện tập cùng liên bang và cho biết anh vẫn một mình trước khi ngày valentine diễn ra hà đức trinh không ngần ngại lên hẳn trang cá nhân của bạn gái để đòi quà vẫn chưa thấy quà cắp ta rồi tác hẳn mai hà trang vào anh nổi tiếng là một cầu thủ siêu lầy nhưng không ai ngờ lại có thể lầy với cả bạn gái đúng ngày Valentine, Đức Trinh đang hình diện đồ đôi với bạn gái. Nam cầu thủ lại tiếp tục tạo dáng với khuôn mặt vô cùng hài hước. Đúng ngày lễ tình yêu, bạn gái thủ thành Đặng Văn Lâm đăng tải bức ảnh đi chơi trong trung tâm thương mại một mình cùng, trạng thái cực sâu sắc. Yêu không chỉ là một danh từ, nó là một động từ. Không chỉ là cảm xúc, nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. Văn Thanh xứng đáng là thánh xến trong mùa Valentine năm nay với dòng trạng thái không thể ngọt ngào, hơn. Yêu em cao hơn cả núi, dài hơn cả sống. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Xứng danh cặp đôi racket của dàn cầu thủ Việt Nam. Vóc đỗ, và Nguyễn Văn Dũng dành tặng nhau một cặp áo sơ mi đến từ thương hiệu nổi tiếng Don Che và Gabbana. Đội trưởng tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải đăng tải tấm ảnh đi du lịch cùng vợ, và dòng trạng thái mùi mẫn, nếu một ngày phải chọn giữa hơi thở, và yêu em, thì anh xin, dùng hơi thở cuối cùng, để nói, anh yêu em, Happy Valentine Day ngay bên dưới bình luận anh bị đình trọng bóc mẽ không hiểu copy ở đâu lời văn này đáp lại tình cảm của chồng vợ quế ngọc hải cũng làm hẳn một clip chúc anh có một valentine vui vẻ thật nhiều sức khỏe không kém anh kém em trung vệ bùi tiến dũng cũng dành cho vợ những lời cực ngọt ngào dịp lễ tình nhân không những vậy anh còn trang trí căn phòng ngập sắc đỏ của tình yêu để dành tặng vợ không có người yêu bên cạnh Minh Vương và Xuân Trường tự an ủi nhau bằng cách quay clip hát rồi gửi cho nhau vô cùng hài hước, hai cầu thủ của haza Lai nổi tiếng chơi rất thân với nhau. Trước đó, Minh Vương đã dành cả kỳ nghỉ của mình để sang Hàn Quốc thăm Xuân Trường. Ngày Valentine dường như không có gì đặc biệt đối với Quang Hải. Anh vẫn luyện tập chăm chỉ cùng Liên bang. Bên cạnh đó, cầu thủ quê Đông Anh cũng khẳng định anh chưa có người yêu. Xem thêm clip, xem Quang Hải biểu diễn kỹ thuật trong buổi tập của Liên bang Hà Nội yêu bóng đá TV nguồn YouTube đừng im lặng hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại